Chiều qua, Sở Y tế tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt đoàn các bộ y tế của tỉnh tham gia đoàn và hỗ trợ phục vụ tại các bệnh viện giả chiến Đà Nẵng. Tham gia buổi gặp mặt có 16 y bác sĩ, kỹ thuật viên thuộc các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Trong số 6 y bác sĩ và 10 kỹ thuật viên sinh hóa thì có 4 người là nữ trẻ và họ đều tham gia với tinh thần tình nguyện. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh đây cũng là cơ hội cọ sát thực tế nên các y bác sĩ cần cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để sau này khi cần có thể trở thành nòng cốt trong công tác khám chữa bệnh COVID-19. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không được lơ là chủ quan và phải chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân. Đối với đơn vị y tế có thành viên tham gia đoàn cần bố trí công việc hợp lý, nhất là tuyến y tế cơ sở để đảm bảo công tác phòng chống dịch chặt chẽ không bị gián đoạn. Ngành y tế cũng xem xét chính sách có cơ chế hỗ trợ xứng đáng cả về vật chất và tinh thần cho các thành viên tham gia đoàn yên tâm công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao